Hi, xin chào các bạn nha. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong buổi livestream số 2 của mình trong series về những phần đó là livestream về tiếng Nhật thực tế nhá, từ thứ 2 thứ 6 hàng tuần của Dũng Modi. Ok, và đến giờ rồi, thế nên là mình sẽ bắt đầu với cả bài livestream ngày hôm nay của chúng ta nhá. Hôm nay sẽ là một mẩu tin tiếp theo nhá mọi người nhá, một bài báo tiếp theo mà mình mới lượm lặt được ở trên kênh web này, thì ngày hôm trước mình đã giới thiệu cho các bạn rồi đúng không? Trước tiên các bạn nhìn qua cái hình ảnh này, các bạn có nhận ra đây là hình ảnh gì không ạ? Ở Việt Nam mình thì trong những năm gần đây cũng đã có rất là nhiều những cái cuộc thi về cái này rồi. Đó là gì mọi người nhỉ? Đó là về Soroban mọi người nhá. Soroban là một cái công cụ tính nhẩm. Được chưa nào? Công cụ tính nhẩm mà có bắt nguồn từ Trung Quốc đúng không? Tuy nhiên thì đây là một cái phương pháp tính nhẩm mà rất là nổi tiếng ở Nhật Bản, và bây giờ thì ở Việt Nam mình cũng có rất là nhiều cuộc thi tính nhẩm mà sử dụng Soroban như thế này nhá. Hay. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái mẩu tin ngày hôm nay của chúng ta nó sẽ có tên là gì mọi người nha. Các bạn nhìn cho mình ở trên này nhá. Chúng ta sẽ có cái câu đề tài, cái câu chủ đề của nó sẽ là gì ạ? Soroban ya anzan no taikai hayaku tadashiku keisan dekiru ka? Thì cái đằng trước cái quan trọng của nó sẽ là cái gì ạ? Cái cuộc thi. Chúng ta có từ taikai là cuộc thi đúng không nào? Âm Hán Việt nó là đại hội đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể dịch đơn giản là cuộc thi nhá. Cuộc thi gì ạ? Cuộc thi về tính nhẩm và về soroban. Được chưa nào? Cuộc thi về soroban và về tính nhẩm. Hãy. Thì trong này có một cái cụm người ta để trong ngoặc đây là hayaku tadashiku keisan dekiru ka. Chúng ta có một cái từ là từ keisan, nó là cái từ vựng của N3 đúng không mọi người? Từ keisan này là gì nhỉ mọi người nhỉ? Keisan là gì đấy? Đúng rồi, là việc tính toán đúng không nào? Đấy, thì cái câu này người ta hỏi là có thể tính một cách chính xác và nhanh chóng được không ạ? Được chưa nào? Đấy, thì đây là cái câu đề tài của chúng ta. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng nhau bước vào bài ngày hôm nay nhá. Ok, rồi, hy vọng là ngày hôm nay thì có thể giúp cho các bạn có thể gọi là gì ta? Thu lượm được thêm thật là nhiều những cái từ vựng thú vị nhá. Mà mình rất là hy vọng rằng là thông qua những cái buổi livestream như thế này thì biết đâu chúng ta sẽ có thể bắt gặp được những cái từ vựng đấy một lần nữa ở trong bài thi hay là trong những cái sách ôn các bạn cần phải học trong quá trình luyện thi GLPD. Thì hy vọng đây là một cái cách mà các bạn bổ sung thêm 4 từ thật là tốt trong chúng ta nhá. Hay, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn câu đầu tiên nhá. Oyama-ken de ở tỉnh Okayama sẽ của mình nói. Okayama ken de ở tỉnh Okayama thì 19日 vào ngày 19 đúng không nào? Chúng ta đọc cả câu này này. Soroban ya anzan no taikai ga arimashita. Ở trong N4 N5 chúng ta đã từng gặp cái từ arimas nhé, nó có nghĩa là có đúng không? Nhưng mà với một cái sự kiện gì đó được tổ chức diễn ra thì chúng ta sẽ hiểu là có một cái sự kiện gì đó đã được tổ chức diễn ra. Thế mình sẽ dịch cả câu này rất là đơn giản là gì nhỉ mọi người nhỉ? Câu này rất là đơn giản sẽ là ở tỉnh Okayama vào ngày 19 thì đã diễn ra cái cuộc thi tính nhẩm Soroban. Ok chưa? Đấy. Và tiếp tục này. Trung Quốc chi hồ no 5つ no ken kara 9歳 kara 23歳 made no 155人 ga atsumarimashita. Hôm nay chúng ta lại gặp cái từ atsumari. Đúng không nào? Atsumaru mà hôm trước ở trong buổi trước chúng ta đã từng gặp đúng không? Atsumaru là tập hợp đúng không nào? Nani nani ga atsumaru desu ne. Thì mình sẽ dịch là có 155 người. Được chưa nào? Có 155 người thì cái 155 người này chủ ngữ trở về trước đúng không? 155 người trong lứa tuổi từ 9 tuổi đến 23 tuổi đến từ 5 tỉnh nhá, đến từ 5 tỉnh thuộc khu vực Chuuk ở Nhật Bản đúng không nào? Thì đã tập hợp lại ở cái cuộc thi đấy nhá. Thì không biết là ở đây có bạn nào nằm ở trong cái khu vực là Chuuk của Nhật Bản không ạ? Không phải ở Trung Quốc nha mọi người nhá. Chuuk là một khu vực một khu vực của Nhật Bản, nó nằm ở vùng này. Đây, các bạn nhìn thấy trên màn hình không? Ok, đây nó nằm ở khu vực này mọi người. Chuuk chi hồ nhé. Đây cái màu cam cam này nhá. Có bạn nào đang ở khu vực này không ạ? Ok. Đấy, thì đó là cái khu vực Chuuk chi hồ này, thì cái khu vực này nó có 5 tỉnh mọi người ạ. Có 5 tỉnh nhá. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn tiếp sang bên này nào. Rồi, thì đấy câu đầu tiên nhá. Bây giờ các bạn cùng nhau nhìn xuống bên dưới. Đây.
cái gọi là cái khung cảnh của cái cuộc thi đấy nó diễn ra ở trong phòng kín như thế này. Và các bạn nhìn thấy các thí sinh ngồi dưới này, ban giám khảo ngồi trên này, và trên này có những cái màn hình để hiện ra những cái con số mà người ta chuẩn bị yêu cầu học sinh tính nhập nha. Đấy. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc những đoạn văn bên dưới nào. Rồi. フラッシュ暗算という競技では3桁の数字が画面に1つずつ出ます。Rồi, chúng ta có những cái từ vựng gì mọi người có nhận ra không? Ừ, các bạn có hiểu được nghĩa của nó không ạ? Chúng ta có từ thứ nhất là kyogi. Đúng, mọi người biết kyogi là gì nhỉ? Kyogi mình sẽ hiểu là cuộc thi hoặc là trận đấu nhá. Thì ví dụ như là trong cả một cái cuộc thi về tính nhẩm này sẽ có từng trận một, đúng không? Thì bây giờ trong cái cuộc thi, trong cái trận đấu mà gọi tên là, chúng ta có ngữ pháp tối ưu ですね. Danh từ 1 tối ưu, danh từ 2 là cái danh từ 2 mà cụ thể gọi tên là cái này này. Thì trong cái cuộc thi mà gọi tên là gì nhỉ? Furashu anzan là cái tính nhẩm furashu. Tính nhẩm flash đấy mọi người. Thì cái tính nhẩm flash nó cụ thể nghĩa là gì thì chút nữa chúng ta sẽ thấy là người ta giải thích ở đằng sau luôn nhá. Nên các bạn không có gì phải lo lắng cả. Được chưa nào? Trong cái cuộc thi về tính nhẩm furashu này thì gì ạ? Sanketa no suji ga. Đố các bạn biết sanketa no suji là cái gì ạ? Suji thì là một cái từ vựng của N4. Tuy nhiên cái từ keta sẽ là một cái từ vựng của N2 nhá mọi người nhá. Đố các bạn biết keta là gì đấy? Rồi, những cái con số mà có 3 chữ số từ hàng trăm đi lên nhá mọi người. Đó, thì ví dụ ichiketa sẽ là số từ 1 đến 10 là từ 1 đến 9 đấy mọi người. Là hàng đơn vị một chữ số đúng không? Niketa là 2 chữ số, còn sanketa là số có 3 chữ số nhá. Hay thì là ở trong cái cuộc trận đấu mà flash siêu tính nhẩm flash này thì những cái con số mà là hàng 3 chữ số thì nó gì ạ? Nó lần lượt hiện từ trên nào? Hiện từng số một lên trên màn hình. Gamen ni hitotsu zutsu, mỗi một đúng không? Nó xuất hiện trên màn hình. Nhá, được chưa nào? Thì các bạn nhìn cho cô ở trên bảng này. Đây ở trên này. Đây. Trên này có đang có số 623 đúng không? Thì nó hiện từng số ra như vậy. Nhá. Đấy. Rồi, các bạn có theo kịp không ạ? Mọi người có theo kịp không? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhìn tiếp cho câu nha. Suji wa sugu kiete tsugi no suji ni tsugi no suji ga demasu. Nè, có hai vế đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là gì đây ạ? Đây, đầu tiên vế 1 đúng không? Những cái con số này thì nó sẽ biến mất ngay lập tức. Sugu kiete nè. Và gì đây nhỉ? Và ngay sau đó thì cái số tiếp theo nó sẽ lại xuất hiện ga demas nè. Hay rồi, các bạn thấy những cái câu hành văn rất là đơn giản, đều là dùng những cái ngữ pháp từ N4, N5 chúng ta đều có thể hoàn toàn đọc được rồi đúng không? Rồi tiếp này. Zenbu de 15 no suji o atama no naka de tashite ikimasu. Đúng không? Bạn biết cái động từ tasu này là gì ạ? Tasu. Cái chân ấy nhỉ mọi người nhỉ? Đúng không? Cái chân ạ. À. Bây giờ cái từ cái chân trong cái dạng động từ nó sẽ có nghĩa là gì đấy? Rồi. Hay mình sẽ nhìn nha. Và người ta, tức các thí sinh ấy, thì họ sẽ phải cộng nhá mọi người nhá. Cái từ tha sự là cộng, được chưa nào? Cộng gì ạ? À? Cộng tổng. Tổng gì đấy? 15 cái số đấy ở trong gì nhỉ? Trong đầu. Các bạn thấy rất là liền mạch với từng cái gì nhỉ? Cái trợ từ đúng không? Zenbu de 15 no suji o. Đúng không? O thì đi về tha sự là cộng. 15 cái số này tổng ở đâu ạ? Ở atama no naka de, ở trong đầu thôi nhá. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta cùng nhau tiếp này. Nhìn tiếp này. Soroban nado no dougu wa tsukaimasen. Rồi, và người ta những cái lúc này thì gì đấy nhỉ? Người ta sẽ không có sử dụng cái gì ạ? Những cái công cụ ví dụ như là nado sẽ là ví dụ như là cái bàn tính nhập. Chưa? Soroban nado no dougu wa tsukaimasen. Ok? Ii kana? Hai, tiếp tục chúng ta cùng nhau nhìn tiếp này. Câu trả lời đúng nhất là người đó sẽ tiến đến câu hỏi tiếp theo. Rồi, chủ ngữ câu này là gì ạ mọi người? Các bạn nhìn thấy câu chủ ngữ câu này là gì ạ? Đúng rồi, chúng ta có chủ ngữ câu này sẽ là từ gạ trở về trước. Chỉ nhá. Đake, chỉ những người mà thế nào ạ? Câu trả lời đúng nhất là người đó sẽ. Ok, những người mà trả lời đúng không? Thì mới đi sang làm câu tiếp theo.
次の問題に進みます。進みますlà mình hiểu là mình gì nhỉ? Mình tịnh tiến, mình chuyển sang cái bước tiếp theo hay là cái hoặc là chuyển sang cái giai đoạn tiếp theo hay là đi về phía trước chẳng hạn thì mình sẽ hiểu như vậy nhá. Chỉ những người mà trả lời đúng thì mới chuyển sang câu tiếp theo nhá. Tiếp tục này. Rất là nhiều từ vựng hay đúng không mọi người? Rồi, 数字が画面に出る時間はだんだん短くなって最後は 2.2 秒で15の数字が出ました。Rồi. Các bạn nhìn này. Cũng có hai vế luôn đúng không? Nên là những cái bài đọc này các bạn hoàn toàn có thể đọc rất là dễ dàng nếu mà chúng ta cứ tách từng cái cụ gọi là theo những cái dấu phẩy trước tiên đã là được rồi. Thế sau khi vào dấu phẩy rồi chúng ta bắt đầu xác định cho mình là chủ ngữ ra sao, động từ như thế nào và chúng ta phân tích từng cái vế một cho cô nhá. Hãy đầu tiên sẽ là gì nhỉ? Sư gì sẽ trong cái vế đầu tiên sẽ là sư gì là cái chủ ngữ của chúng ta trong cái vế đầu tiên đúng không? Những cái con số à xin lỗi mọi người, không phải chủ ngữ là sư gì mọi người ạ. Chủ ngữ của chúng ta trong câu này là gì nhỉ? Gì căng vã sẽ là chủ ngữ chính đúng không? Và cả cái chỗ này cho đến đây thì sẽ là cái bổ sung ý nghĩa cho cái chủ ngữ đấy thôi. Cái thời gian mà khi mà mình nối với cái một cái cụm từ bổ nghĩa thì chúng ta có thể dùng cái từ là mà. Cái thời gian mà số nó xuất hiện ở trên màn hình. 数字が画面に出る. Đó là cái cụm từ bổ nghĩa cho cái từ gì cả này. Cái thời gian mà những cái con số này xuất hiện trên màn hình thì đang đang mizikaku natte desu ne. Đang đang là dần dần, sẽ dần dần ngắn đi đúng không? Dần dần ngắn đi và saigo wa và cuối cùng thì đúng không? Cuối cùng thì 15 con số nó xuất hiện chỉ trong bao nhiêu ạ? Chỉ trong có 2.2 giây thôi, tức là 2.2 giây nhé mọi người nhé. Niten ni bio desu ne. Rất là nhiều những cái từ vựng hay đúng không mọi người? Chúng ta sẽ có từ kyogi desu ne, anzan keta desu ne. Có vừa nãy các bạn nào bảo là làm bài nghe nhiều sẽ gặp cái từ này rất là nhiều đúng không? Keta là cái từ vựng của N2 nhé mọi người nhá. Rồi, hay là gì đây nhỉ? Chúng ta sẽ có từ susumimasu ne, cũng là một cái từ rất là hay. Hay. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đi sang phần những cái câu tiếp theo nhá. Đó. Rồi các bạn nhìn chưa? Đoạn này còn một cái câu nữa thôi. Xong rồi trước khi chúng ta chuyển sang cái hình ảnh tiếp theo sẽ là gì đấy nhỉ? Ichiban ni natta Watanabe Tōma-san wa tadashiku keisan dekite ureshii desu to hanashimashita. Rồi, cái câu này chủ ngữ của chúng ta sẽ là gì đấy nhỉ? Anh hay là cái bạn gì đấy đúng không? Bạn tên là Watanabe Tōma thì bạn ý thế nào ạ? Cái người mà đã về nhất Ichiban ni natta hito desu ne. Ok chưa? Các bạn thấy không? Thực sự đọc những cái bài báo này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong việc mà chúng ta phân tích cái chủ ngữ, vị ngữ rồi những cái cụm danh từ mà bổ nghĩa cho cái những cái cụm mà nó bổ nghĩa cho cái danh từ đấy nhá. Người, cái bạn Watanabe Tōma, người mà đã về nhất thì đã nói rằng là hanashimashita desu ne, đã nói rằng là sao ạ? Tadashiku keisan dekite là ureshii desu, đúng không? Phát biểu cảm xúc đúng không? Là gì đây nhỉ? Tôi đã rất là vui đúng không? Khi mà có thể tính một cách chính xác chưa nào? Thì các bạn nhìn thấy nhỉ? Cái cấu trúc ngữ pháp là nani nani dekite ureshii desu là một cách nói rất là hay. Các bạn có thể dùng ví dụ như là tôi rất là vui khi đã có thể đỗ kỳ thi N1 chẳng hạn, đúng không? Cuối tuần này thi là chuẩn bị có kết quả của GPT đúng không? Chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Yatto shiken ni gokaku dekite ureshii desu. Được chưa nào? Nên là chúng ta cũng có thể dùng những cái mẫu này áp dụng rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày nhá. Đây là một cái bài báo mà nó dùng những cái cách hành văn nó rất là gọi là gần gũi với cuộc sống ấy mọi người. Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày được nha. Đấy, rồi cái hình ảnh bàn tay gầy ở soroban thì chúng ta sẽ có cái câu tiếp theo đó là gì ạ? Các bạn nhìn cho cô nhá. Kono ato soroban o tsukatte kimatta jikan de tadashiku keisan suru kyogi o okonaimashita. Ở bên trên là người ta chơi cái trò tính nhẩm mà người ta không có dùng soroban. Các bạn nhớ không? Trên người ta vừa mới nói đúng không? Thì bây giờ cái đoạn sau là gì nhỉ? Và sau đó thì cả cái câu này rất là dài nhưng mà các bạn nhìn cho cô này, cô sẽ dịch từ dưới đây này. Sau đó thì người ta đã tiến hành okonao là tiến hành là tổ chức đúng không? Tổ chức cái gì sẽ là cái cuộc thi này. Và cái cuộc thi này ra làm sao thì cái cuộc thi này sẽ là từ đây cho đến tận đây mọi người nhá.
Tiếp theo thì người ta sẽ tổ chức cái, người ta đã tổ chức tiến hành cái trận đấu, cái cuộc thi mà thế nào ạ? Soroban wo tsukatte kimatta jikan de tadashiku keisan suru, là cái cuộc thi mà người ta sẽ sử dụng cái bảng tính nhẩm này, soroban wo tsukatte, và làm sao để tính được một cách thật là chính xác. Tadashiku keisan suru ở gì ạ? Kimatta jikan. Các bạn sẽ dịch cái từ kimatta jikan là gì mọi người? Kimaru là được quyết định đúng không? Thế bây giờ có thể dịch cho cô là cái cụm này sẽ là gì ạ? Sau đó thì người ta đã tổ chức tiến hành cái trận đấu mà sử dụng soroban, sử dụng cái bảng soroban này, bảng tính nhẩm này để tính một cách chính xác trong thời gian gì ạ? Đúng rồi, trong thời gian quy định nhá mọi người nhá. Hai kimatta jikan desu ne. Hai, tiếp tục này. Kaijo de wa soroban wo yubi de hajiku oto ga kikoete imashita. Có một cái từ rất là hay đó, từ hajiku. Rồi, cái từ hajiku rất là hay mọi người ạ. Hay, hajiku này là cái gì? Đúng không? Bạn biết hajiku này là cái gì? Cái bàn tay nhìn này, khi mà nó gảy lên thì nó phát ra cái tiếng gì ấy mọi người nhỉ? Tiếng gì nhỉ? Tiếng gảy đúng không? Đấy thì mình có thể dùng cái từ này đây. Gọi là gảy, gảy cái bàn tính này bằng tay. Thì bây giờ mình sẽ nhìn này. Và ở trong hội trường của cuộc thi kaijo de wa ne thì đã có thể nghe thấy kikoete imashita. Chứ nào, đã có thể nghe thấy. Tại sao chúng ta lại dùng là vete imashita mọi người nhỉ? Thứ nhất là về quá khứ nhá, nó đây là một cái diễn tả một cái trạng thái đã xảy ra trong quá khứ rồi. Còn te imashita là một cái trạng thái nó diễn ra trong một cái thời gian dài. Ví dụ như là một cái trận đấu nó diễn ra trong một thời gian dài đúng không? Thì nó diễn tả cái trạng thái xảy ra trong một khoảng thời gian ở trong quá khứ nhá. Và ở trong hội trường cuộc thi thì đã có thể nghe thấy những cái âm thanh gảy soroban, âm thanh gảy soroban bằng ngón tay nhá. Yubi de hajiku oto. Ok. Hai. Thế thì các bạn để ý cho cô nhé. Trong khi mà các bạn sử dụng những cái bài báo như thế này để các bạn làm á, mọi người để ý cho cô rất là nhiều những cái chi tiết mà cô nghĩ là các bạn nên xem này. Ví dụ, ở trên này nó sẽ có thêm một cái tính năng đó thì kanji no yomikata o kesu desu ne. Thì đây sẽ là những cái tính năng để giúp các bạn có thể học tốt hơn này. Ví dụ các bạn bấm vào đây, hiện tại các bạn đang thấy chữ kanji nó đều có cách đọc ở bên trên đúng không? Thế vậy các bạn, nếu như các bạn muốn ôn lại một lần nữa về cách đọc những chữ Hán đấy thì các bạn bỏ cái này đi. Xóa những cái cách đọc của những cái chữ Hán mà người ta đã bày sẵn cho chúng ta đi. Rồi bây giờ chúng ta luyện đọc. Ok, luyện đọc lại một lần để có nhờ mình ôn lại chữ Hán á nhá. Đó thì bây giờ đấy thì các bạn liệu có thể đọc được hết không ạ? Được chưa nào? Thì đấy là một cái cách đầu tiên cô bày cho các bạn để các bạn chúng ta có thể tận dụng tối đa những cái tính năng của cái trang báo này nhá. Bỏ đi để đọc. Xong rồi đọc xong một lần thì có thể mở ra xem lại, đúng không ạ? Okayama-ken no 19日 soroban ya anza no taikai ga arimashita. Từng cái chữ như này. Được chưa nào? Đây là cái thứ nhất. Tiếp theo cái số 2 mà cô muốn các bạn lưu ý một chút, đó là các bạn có để ý những cái phần gạch chân người ta đây không? Thì đây đều gần như là những cái phần gạch chân ấy mọi người, cho những cái từ mà người ta muốn các bạn nhớ. Đúng nào, chứ không thể nào mà chúng ta vào đọc một bài mà chúng ta cứ đọc lung tung xong cuối cùng chúng ta chả có xác định gì cả. Thì bây giờ các bạn nhớ này, nhìn cho cô trong một cái bài như này có bao nhiêu những cái từ gạch chân này chúng ta đặt thành cái mục tiêu cho mình. À, ngày hôm nay đọc xong bài báo này mình phải nhớ được những cái từ này. Các bạn viết ra cho cô nhé, làm một cái tờ note ra. Thế ra chúng ta có thêm rất là nhiều những cái cuốn sổ tay từ vựng đúng không? Hôm nay buổi thứ 5 học cùng với cô Thanh. Một soroban anzan taikai chugoku chiho desu ne. Bây giờ sẽ không hiểu cái từ chugoku chiho là một gọi là Nhật Bản, à một Trung Quốc đúng không? Mà ở trong Nhật Bản, trong cái bản đồ địa lý của Nhật Bản ấy, thì sẽ có rất là nhiều vùng, thì trong đó có một cái từ vùng là chugoku chiho desu ne, nó đang ở dưới này. Thì chúng ta thêm được cái kiến thức của mình nữa nhá. Mọi người thấy hay không? Từ vựng ngữ pháp bài báo này nó sẽ tương đương với khoảng tầm N3 hoặc là N2 em nhá. Được chưa ạ? Tương đương với khoảng tầm N3, N2. Những cái từ ví dụ như này, ở thai cái ăn ra này nè. Đây, những cái từ vựng này tầm N3. Được chưa nào? Kyogi nè, suji, vân vân. Và những cái từ mà không gạch chân đấy mọi người thì thường sẽ là những cái từ vựng và những cái chữ Hán, những cái ngữ pháp của tầm N4, N5. Đấy thì cô chốt lại như vậy để các bạn. Thì cô thấy là kể cả mặc dù đây là một cái phần trang báo mà nó được viết một cách rất là đơn giản so với báo thông thường thì phải tầm N1, nhưng mà những cái báo này các bạn với tầm N3, N2 cũng nghĩ các bạn cũng rất là tốt để các bạn có thể bổ sung thêm vốn từ cho mình nhé. Đều là những cái từ vựng của tầm N3, N2 nhá. Hay những cái chữ Hán như này đó thì cứ một tuần 2 buổi cùng với cô nhé mọi người, có ok không ạ? Ok không? Đó thì cứ 20 phút như này nhá, ngắn gọn 20 phút như này thì hy vọng là các bạn có thể học được thêm rất là nhiều, bỏ thử túi được thêm rất là nhiều. Rồi bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi livestream tiếp theo nhá. Bye bye.
nhớ like và share buổi livestream và cho cô với nhá. Hãy